Chào mừng các em học sinh lớp 5 đến với tiết học âm nhạc trực tuyến. Mở đầu chúng ta sẽ đi vào hoạt động 1 khởi động với bài hát Trời đã sáng rồi dân ca Pháp. Bây giờ cô mời các em cùng chú ý lắng nghe. Giai điệu vui tươi, lời ca là những tiếng chuông rộn ràng giúp chúng ta thức giấc. Nội dung của bài hát cũng chính là nội dung của chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ được học. Chủ đề 1, chào ngày mới. Chủ đề 1 chúng ta sẽ học 3 tiết và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiết 1. Bây giờ cô mời các em cùng chuẩn bị đầy đủ sách vở và sách giáo khoa âm nhạc lớp 5 nhé. Cô mời các em quan sát tranh. Và sau khi quan sát tranh thì các em cho cô biết bức tranh vẽ gì? Bức tranh thiên nhiên vẽ cảnh bình minh đẹp tuyệt vời đúng không nào các em? Phía xa xa là ông mặt trời còn e ấp ửng hồng sau những hàng cây. Muôn thú ngơ ngác. Những chú chim đang bay lượn hít thở không khí trong lành. Nội dung của những bức tranh này cũng chính là nội dung của bài hát Gieo vang bình minh. Nhạc và lời của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Cô mời các em cùng ghi bài học. Âm nhạc chủ đề 1, chào ngày mới. Tiết 1, học hát Gieo vang bình minh. Nhạc và lời Lưu Hữu Phước. Chúng mình sẽ cùng sang hoạt động 2, tìm hiểu và khám phá. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về tác giả. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, sinh năm 1921, mất năm 1989, quê ở huyện Ô Môn, Cần Thơ. Ông là một trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở nước ta, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Những tác phẩm xuất sắc có giá trị lịch sử như Lên Đàng, Hồn Tử Sĩ, Giải Phóng Miền Nam, Tiến Về Sài Gòn, các bài hát thiếu nhi như Hợp Xướng Đông Nam Á Châu, Nhạc Cho Kịch Múa, Hái Hoa Dâng Bác, Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, Gieo Vang Bình Minh và còn rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ. Bài hát Gieo Vang Bình Minh ra đời năm 1947, trích trong vở ca kịch Thiếu Nhi Diệt Sói Lang, được viết ở nhịp 2-4 với giai điệu trong sáng, vui tươi, lời ca giàu hình ảnh, bài hát như bức tranh phong cảnh buổi sáng đầy màu sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn, hấp dẫn. Cô mời các em nghe cô hát mẫu. Vừa
Vừa rồi các em đã được nghe cô hát mẫu. Trong bài hát Sao Vang Bình Minh thì bài hát được viết ở nhịp 2/4. Các ký hiệu có trong bài là nốt chấm dôi và dấu nối. Trong bài hát này cô sẽ chia thành hai đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho tới ngập hồn ta. Đoạn 2 từ líu líu lo lo cho tới hết bài. Trong đoạn 1 thì cô chia thành hai câu. Và đoạn 2 thì cô cũng chia thành hai câu. Và cả bài hát Sao Vang Bình Minh này thì chúng ta sẽ có 4 câu hát. Cô mời các em cùng đọc lời ca. Reo vang reo, ca vang ca, cất tiếng hát vang rừng xanh, vang đồng, la bao la, tươi xanh tươi, ánh sáng tưng bừng hoa lá, cây rung cây, hoa đua hoa, khắp nơi bình minh rắc reo, hương nồng, gió đón gió, sáng chiếu sáng, bình minh sáng ngập hồn ta, líu líu, lo lo, ta ca hát say sưa, hát lên chào mừng trời xuân luôn luôn tươi sáng. La 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 la, ta ca hát say sưa, hát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm. Bây giờ cô trò mình cùng thực hiện hoạt động 3, hoạt động hành luyện tập. Cô mời các em cùng khởi động giọng. Cho cô trong câu 1 này đó là từ xanh và từ lá. Thì các em lấy hơi ở chữ gieo và chữ ta cho cô nhé. Cây rung cây, hoa đua hoa, khắp nơi bình minh rắc reo, hương đồng, gió đón gió, sáng chiếu sáng, bình minh sáng ngập hồn ta. Em sẽ cùng ghép câu 1 và câu 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình cùng hát câu 3. Chú ý hát đúng sắc thái vui tươi của bài hát. Để bài hát thêm sinh động, các em đi vào hoạt động 4, vận dụng sáng tạo. Các em hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Gõ đệm theo nhịp là gõ vào đầu của ô nhịp. 1x thì các em gõ 1 tiếng, 2x các em gõ 2 tiếng. Bây giờ cô sẽ thực hiện câu 1. Reo vang reo, ca vang ca, cất tiếng hát vang rừng xanh, vang đồng là bao la tươi xanh tươi. Anh sang từng bừng hoa lo. Bây giờ cô mời các em cùng thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp nhé. Thank you.
Các em thân mến, ở giờ học ngày hôm nay cô đã hướng dẫn cho các em học bài hát Reo Vang Bình Minh, nhạc và lời của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Bài hát có giai điệu trong sáng, tươi vui, lời ca giàu hình ảnh và bài hát như bức tranh phong cảnh buổi sắc đầy màu sắc và âm thanh rực rỡ lôi cuốn hấp dẫn. Một ngày mới bắt đầu tràn đầy năng lượng, chúng ta thêm yêu và thêm yêu thiên nhiên, thêm yêu cuộc sống. Cô tin rằng các em sẽ tự tin khi trình bày bài hát này. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong tiết học lần sau nhé.